Này là con hạc cổ trắng nè, hạc cổ trắng nè, trắng bóc nè, hạc cổ trắng, bộ lông màu đen anh lục, cổ và sau lưng dưới đuôi màu trắng, mỏ tối màu, chân đỏ, phân bố Việt Nam, Châu Phi, Ấn Độ, Pakistan, Lào, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, sống ở ven rừng hay nơi trống trải trong rừng vùng sình lầy, thức ăn là cá ha. Hạt cổ trắng đó, hạt cổ trắng nó nằm trên bình nó đứng đây nè đó. Cái mỏ nó cao quá trời, cái con thứ hai nó đang nó vừa cái mỏ nó gấp cái giống gì. Trong đây có cái con gì đó đứng nè, hạt ha. Trời mưa nên là kiến nó đậu vô trong đó. Còn cái con này nó đứng đây là con gì? Con gà lôi vằn ha. Gà lôi vằn mặt lưng có những phấn đen mảnh xen kẽ với lông trắng, phân bố ở rừng Nam Trung Bộ, Bắc Lê Cu và Đông Bắc. Ăn là cá ha. Hạt cổ trắng đó, hạt cổ trắng nó nằm trên bình nó đứng đây nè. Cái mỏ nó cao quá trời, cái con thứ hai nó đang nó dư cái mỏ nó gấp cái giống gì. Trong đây có cái con gì đó đứng nè, hạt ha. Trời mưa nên là kiến nó đậu vô trong đó. Rồi cái con này nó đứng đây là con gì? Con gà lôi vằn ha. Gà lôi vằn mặt lưng có những phấn đen mảnh xen kẽ với lông trắng, phân bố ở rừng Nam Trung Bộ, Bắc Lê Cu và Đông Bắc.